Lại là B-review phim với những diễn biến mới nhất tại tập 7 bộ phim tiệm chụp ảnh ma quái đây ạ. Đầu phim đã hé lộ thêm những mảnh ghép của quá khứ, khi Kizu mòn mỏi chờ người chú thân thiết trở về để cùng tới hòn đảo yên bình thì vết sẹo đột nhiên xuất hiện ở cổ. Đó chính xác là dấu hiệu khẳng định anh đã được chọn là người tiếp tục kế thừa tiệm ảnh này. Ngay khi gặp cô bé tiến tới với chiếc máy ảnh quen thuộc, Kizu lập tức hỏi thăm về chủ nhân của nó, nhưng cô bé chẳng hề hay biết. Cô bé này đặc biệt khác với những hồn mơ còn lại, ảnh đã chụp xong nhưng không hề biến mất, trên tay còn có vết sẹo giống hệt cái trên cổ của anh. Quay trở lại thực tại, Hàn Bồm đã gây bất ngờ cho Kizu với lời tỏ tình chớp nhoáng và nụ hôn nhẹ nhàng. Thanh niên gần 35 mùa khoai chưa biết nắm tay ai liền đơ như cây cơ. Khi tỉnh táo trở lại, Hàn Bồm không khỏi mất mặt, chỉ muốn né anh càng xa càng tốt. Kizu vẫn đóng mặt lạnh theo cô không rời, với lý do có một linh hồn ác quỷ xấu xa đang ở phía sau, nên cô cũng ngoan ngoãn mà thẳng tiến. Chẳng ngờ, đó chỉ là một đứa bé rất đáng yêu mà thôi, anh quả là danh mãnh đó chứ. Kizu thông báo rằng chỉ còn 84 ngày nữa, sẽ rời khỏi đây để đến vùng đất mới, và tuyệt đối không có chuyện vì tình cảm với cô mà thay đổi quyết định đó. Bị từ chối thẳng thừng lần thứ hai, Hàn Bồm thực sự rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Chuyển cảnh tới cô nàng có tên Hiên Du, sầu bi mà gọi tới trung tâm hy vọng, để được nghe tư vấn tâm lý, sau khi bị bạn trai đá, chẳng còn niềm vui trong cuộc sống và chỉ muốn gieo mình tự tư mà thôi. Dù tư vấn viên Choi Hun đã cố gắng ngăn cản, Hiên Du vẫn cố chấp bước qua lan can cầu. Đúng lúc cô định kết thúc cuộc đời bi ai, thì Choi Hun đã nắm lấy cánh tay cô. Anh thậm chí còn liều mình tiến tới gần, nhẹ nhàng an ủi và đưa Hiên Du về bờ an toàn. Ngay sau đó, Hiên Du chợt thay đổi sắc mặt, hét lớn đầy hoảng sợ và thẳng tay đẩy anh xuống dòng nước lạnh lẽo. Bên này, Hàn Bồm nảy ra ý định, biến căn phòng này thành nơi làm việc của cả hai người họ, vừa tiết kiệm chi phí, lại có thể ở gần nhau để phát huy tác dụng của vòng tròn an toàn. Trước mặt cô nàng thì tỏ ra khó chịu, không bằng lòng, nhưng sau lưng thì lại cười mỉm, phái phái chảy nước miếng. Bên này, Ji-won bị tên sếp hắc ám lạm quyền, bắt phải tóm tắt cuốn sách này, để phục vụ việc làm đồ án tốt nghiệp cho con ông ta. Đúng là bản tính khó rời, chẳng phải khi xưa, ông ta cũng bắt Sung-ho viết đơn xin việc cho đứa con khác hay sao, còn lấy chuyện thăng chức ra hứa hẹn nên cậu mới ngoan ngoãn đồng ý. Quá đỗi phẫn nộ, Sung-ho quyết định trả thù bằng cách mượn cơ thể của cô lao công, giả bộ nghe điện thoại, nhưng thực chất là để mắng nhiếc tên sếp này, mấy đứa ăn trên đầu trên cổ người khác sớm muộn gì cũng thất bại thôi. Có tật giật mình, hắn nhột thấy rõ nên tỏ ra khó chịu lắm. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn tặng tên khốn đó một số nước bẩn thỉu, thế mới hả dạ chứ. Mặt khác, Hàn Bồm thực hiện thủ tục để mời hai thanh niên ăn pizza tại tiệm ảnh. Kizu xuất hiện, vẫn với thái độ không vừa lòng. Nhất là khi thấy cô trò chuyện vui vẻ cùng Sung-ho, thì chữ ghen đã hiện rõ trên khuôn mặt. Họ vừa ăn, vừa cùng nhau xem tin tức và biết được vụ án của Choi Hun. Hàn Bồm xót xa khi thấy người lương thiện lại bỏ mạng theo cách trớ trêu như vậy. Còn Kizu thì nghĩ, hẳn là phải có sự tác động của ác quỷ rồi. Đã đến giờ mở cửa tiệm ảnh, Hàn Bồm nằng nặc đòi vào, chẳng phải tôi sẽ đem tới vòng tròn an toàn cho anh sao? Đáp lời vẫn là sự cương quyết, thế là cô không biết, bản thân tiệm ảnh đã là một vùng an toàn rồi, thẳng tay đẩy cô nàng đi đầy phũ phàng. Cánh cửa địa ngục đã mở ra, với vị khách đầu tiên chính là Choi Hun, trong bộ dạng ướt đẫm người và co do vì cái lạnh. Choi Hun bắt đầu chia sẻ về mối lương duyên với Hiên Du. 6 tháng trước, cô gái ấy rơi vào hố sâu của tuyệt vọng khi mất định hướng về cuộc sống. Khi ấy, chính Choi Hun đã tiếp nhận trường hợp này, tư vấn và đồng hành với Hiên Du với nhiều thăng trầm khác nhau. Đúng 8 giờ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, cô sẽ thực hiện cuộc gọi tới trung tâm, nên bằng mọi cách, cậu ta đều có mặt đúng giờ, để lắng nghe và cứu giúp cô khỏi suy nghĩ tiêu cực. Hiên Du vui mừng khoe rằng đã nấu được món ngon theo công thức cậu ta chỉ, khi khác lại hớn hở thông báo bản thân rất hạnh phúc khi đang hẹn hò. Cứ nghĩ mọi chuyện đã tốt dần lên, để rồi khi chia tay, Hiên Du lại rơi vào vòng xoáy cũ với sự chán chường nhân lên gấp nhiều lần. Choi Hun tự trách bản thân đã không thể làm gì để giúp đỡ cô, nên chỉ muốn được gặp lần cuối, chúc cô một đời an yên. Quả là ngầu quá đi, sao có thể bao dung vậy chứ? Đêm đó, một người phụ nữ vô tình bắt gặp chú mèo không còn nguyên vẹn, méo vương vãi khắp nơi. Cứ ngỡ tên đen thùi lùi đằng xa là thủ phạm, nên lại gần bắt quả tang, nhưng chẳng cách nào chạm được. Nhìn kỹ mặt mới thấy, đó chẳng phải là tên ác quỷ đã nhắm vào Kizu hay sao? Mặt khác, Hàn Bồm ngỏ ý muốn biện hộ miễn phí giúp cho trung tâm mà Choi Hun đã làm việc. Cậu ta tay bắt mặt mừng, cảm ơn dữ dội lắm. Bắt chọn khoảnh khắc đó từ đằng xa, Kizu không chần chừ mà bước tới dằn mặt. Hàn Bồm cố tình đổ dầu vào lửa với những lời khen có cánh, rằng Choi Hun vừa đẹp trai, ấm áp lại tử tế, quá là hoàn hảo nên làm miễn phí cũng đáng. Kizu liền đứng lên đòi công bằng, tôi không được như thế chắc. Có chút cạn lời, nhưng nụ cười mãn nguyện kia lại xuất hiện, vì thấy cô nàng quá đỗi đáng yêu đi. Tập trung vào công việc, Kizu tìm tới nhà trọ của Hiên Du. Cánh cửa không khóa, đồ đạc ngổn ngang hết thảy, chắc chắn từ ngày xảy ra sự việc, cô ấy đã rời khỏi đây rồi. Trở lại tiệm ảnh, thấy Hàn Bồm ngồi sát bên Choi Hun.
anh lại hờn dỗi mà yêu cầu cô đứng dậy, kể từ giờ, vị trí này sẽ thuộc sở hữu của tôi. Anh thật là ngang ngạnh quá rồi. Kizu tò mò, vì sao Hiên Du lại thay đổi ý định, trong khi rõ ràng đã định nắm lấy tay cậu ta rồi. Ngặt nỗi, đến chính Choi Hun cũng không thể hiểu nổi. Đột nhiên, Choi Hun trở nên tím tái, run bần bật vì lạnh, giống hệt như lúc cậu ta xuất hiện tại tiệm ảnh này. Sung Ho cẩn thận đưa đi sưởi ấm, Han Bom cũng tiến bước theo sau nhưng liền bị Kizu ngăn cản. Đừng quá tin vào ma quỷ, không phải khách hàng nào tới đây cũng nói thật đâu. Cũng vì mất niềm tin, anh mới quyết định tới hòn đảo đó cùng người chú của mình. Dù chú có mất tích suốt 20 năm qua và không thể giữ lời hứa lúc trước, nhưng chỉ cần điểm đến đó là sự lựa chọn của chú, thì anh nhất định sẽ tới. Ở một diễn biến khác, Ji-won chơi khăm tên sếp và liền nhận về những lời chửi rủa cùng thái độ hậm hực, yêu cầu cô phải làm lại ngay lập tức. Biết làm sao được, tôi đã xin nghỉ nửa ngày rồi, nhất định phải đi thôi. Sung-ho vô tình chạm mặt cũng hóng hớt đi theo, nhòm điện thoại mới hay cô chuẩn bị đi hẹn hò. Mà tới bệnh viện thế này, thì hẳn đối tượng là bác sĩ rồi, bảo sao mà lại vung tiền đi du lịch chẳng thèm tiết kiệm như vậy. Cho tới khi cậu cùng ngồi nghe kết luận khám của bác sĩ, thì mới rõ đầu đuôi câu chuyện. Căn bệnh ung thư gần như khỏi hoàn toàn là một kỳ tích chưa từng có. Cũng có thể, vì cô giữ tâm lý thoải mái, sử dụng toàn bộ số tiền đã có để đi du lịch vòng quanh thế giới, trước khi chấp nhận lìa xa cuộc sống này, lại giúp cô có sức mạnh chiến thắng được bệnh tật. Cô lo sợ mỗi khi đặt chân tới phòng bệnh để tái khám, nên thậm chí còn đặt lịch hẹn là hẹn hò, vì chí ít ra, hẹn hò cũng thú vị và khiến con người ta hạnh phúc mà. Lắng nghe toàn bộ tâm tư ấy, Sung Ho mới hết hiểu lầm về cô nàng cá tính này. Tiền bối thân thiết vượt đường xá xa xôi, tới chúc mừng đàn em khởi nghiệp. Ấy vậy mà Han Bom lại ngỏ lời nhờ tiền bối xử lý giúp vài trường hợp, tất nhiên là miễn phí rồi. Đáp lại là một chàng cười không thể vô tri hơn, không có tiền thì cạp đất mà ăn à. Vì Han Bom quá khẩn thiết, lại là vụ án liên quan với Choi Hun, người đang được phong là anh hùng quốc dân thì hứng thú liền. Nhờ thông tin điều tra của Nam Ki, Kizu đã gặp được Hiên Du đang ẩn náu, ở một nơi xa xôi hẻo lánh ít người lại qua. Ngay khi biết anh đang tìm mình, Hiên Du xách quần bỏ chạy ngay lập tức. Tới khi đường cùng, thì ngồi sụp xuống khóc lóc cực bi thương. Tối đó, Kizu quyết định chụp ảnh cho Choi Hun, nhưng cậu ta liên tục đặt ra câu hỏi về sự hiện diện của Hiên Du. Kizu bật chế độ thắc mắc, sao cậu có thể biết tên cô ấy, khi đã khẳng định mới gặp lần đầu vào ngày xảy ra sự việc chứ? Hắn lúng túng, cố lái câu chuyện sang hướng khác để giảm bớt sự nghi ngờ. Kizu nhìn kỹ vị khách hàng kỳ lạ này thêm một lần nữa, và đặc biệt chú ý tới đôi giày kia. Chẳng phải đó chính là đôi giày được đặt ngay ngắn ở căn phòng bừa bộn của Hiên Du hay sao? Trên đó còn khắc hai chữ H, viết tắt tên của hai người họ. Quay trở lại vài tiếng trước đó, Hiên Du thừa nhận đã rớt Choi Hun, vì hắn là một kẻ bám đuôi đích thực. Bắt đầu là đôi giày kia với lời nhắn, thân gái một mình thì phải có đôi giày của con trai trong nhà mới an toàn. Sau đó là những bọc hàng liên tiếp, chất đầy giày khiến cô gần như phát điên. Và lúc phát hiện ra, Choi Hun đang mang đôi giày ám ảnh kia, thì cô mới sợ hãi và quyết định xử lý hắn. Cuối cùng thì hắn cũng chịu lật mặt, hét lên rằng Hiên Du phải ở cạnh tôi mới hạnh phúc được, và liên tục hỏi về vị trí hiện tại của cô gái ấy. Kizu không thể chịu đựng thêm, quyết định nhấn máy để tiễn hắn đi. Có điều cánh cửa địa ngục không hề mở ra, hắn chưa biến mất mà lại từ từ tiến về phía sau lưng anh, với một nụ cười danh mãnh đắc ý, tiến tới mà bóp cổ trong sự phẫn nộ. May mắn là hai thanh niên quay về đúng lúc. Nam Ki võ nghệ cao cường, nhưng cũng chịu không ít đớn đau và cuối cùng cũng bại trận, chứng tỏ Choi Hun không phải đậu vừa giang. Họ phải nhanh chóng bắt được hắn, nếu không thì rất nhiều người khác sẽ đối mặt với nguy hiểm. Kizu tức tốc gọi điện cho Han Bom để thông báo về chuyện này, thật may mắn vì anh vẫn lo lắng cho cô gái này. Câu nói này chứng tỏ, hắn đã nhập vào cơ thể của Han Bom mất rồi, đã vậy còn ngồi treo leo trên đỉnh cầu nữa. Điều kiện mà hắn đưa ra rất đơn giản, chỉ cần cung cấp địa chỉ của Hiên Du, thì mọi chuyện sẽ trở lại đúng vị trí của nó. Tập phim tới đây là hết, đón xem diễn biến mới nhất trên BeReview phim nha các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.